Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bậc Thầy Tâm Trí. Bậc Thầy Tâm Trí chính là bạn, bạn là Bậc Thầy Tâm Trí của chính bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục chủ đề về bản ngã, cái tôi giả tạo. Câu chuyện ngày hôm nay tôi kể cho các bạn cũng chính là câu chuyện mà hàng triệu người trên thế giới đang phải trải qua mỗi ngày. Làm thế nào để mọi người có thể nhận ra vấn đề của họ và chuyển hóa ý thức? Mời các bạn nghe câu chuyện đến cuối video để cùng hiểu rõ hơn chủ đề hôm nay. Tom là một người đàn ông ở độ tuổi U40, có một cuộc sống trông hoàn toàn hạnh phúc và đầy đủ bên ngoài, nhưng bên trong chất chứa đầy những nỗi khổ khó tả. Mỗi buổi sáng, anh thức dậy với cảm giác nặng nề trong lồng ngực, một nỗi sợ hãi, bất an bám lấy anh nhưng anh không hề hiểu tại sao lại như vậy. Anh có một công việc, một gia đình, một ngôi nhà và những người xung quanh quan tâm đến anh. Nhưng sâu thẳm bên trong, anh vẫn cảm thấy lạc lối. Tâm trí anh chất chứa đầy sợ hãi, nghi ngờ và những ký ức không thể quên về những sai lầm trong quá khứ. Tom luôn khắt khe với bản thân. Mỗi ngày, anh luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt. Anh nhận thấy mình vẫn chưa hài lòng về công việc. Không phải là người cha hay người chồng đủ tốt. Và đau đớn nhất, anh thấy chính mình luôn chán nản khó tả và thiếu đi ý nghĩa của cuộc sống. Anh cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một cuộc sống không còn phù hợp với anh nữa. Anh không thể nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy bình yên là khi nào. Một buổi sáng đặc biệt u ám, Tom ngồi trong xe của mình ở bãi đậu xe bên ngoài văn phòng. Anh nhìn xa xăm. Sức nặng của những suy nghĩ khiến cơ thể anh cảm thấy nặng nề, như thể anh đang dính chặt vào ghế. Hơi thở của anh trở nên gấp hơn và cảm giác thắt chặt quen thuộc của sự hoảng loạn bắt đầu len lỏi vào ngực anh. Cảm giác này không mới, nhưng hôm nay nó mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn. Tim anh đập nhanh và một cơn sợ hãi bất ngờ ập tới. Anh cảm thấy như mình sắp vỡ tung, tan thành từng mảnh. Có chuyện gì với mình thế này? Anh nắm chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Tại sao mình không thể bình thường như mọi người? Suy nghĩ của anh càng xoáy sâu. Mình là kẻ thất bại. Mình vô dụng. Mình quá mệt mỏi với việc phải giả vờ là mình ổn. Mình không thể tiếp tục nữa. Khi cơn hoảng loạn dâng cao, tâm trí anh càng chạy đua nhanh hơn. Anh nghĩ về việc lái xe đi thật xa, biến mất, bỏ lại mọi thứ. Anh có thể cảm nhận các bức tường trong tâm trí đang khép lại, bóp nghẹt anh. Lần đầu tiên, không chỉ sợ hãi, anh kiệt sức vì cuộc chiến. Anh chỉ muốn mọi thứ dừng lại. Và rồi một điều bất ngờ xảy ra. Tâm trí của Tom hoàn toàn im lặng. Giữa cơn hoảng loạn, có một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Anh không còn suy nghĩ nữa, không còn cảm xúc, như thể chỉ trong một khoảnh khắc. Con người mà anh luôn tin là chính mình, người sợ hãi, lạc lối và đầy xấu hổ, đã biến mất. Đó không phải là sự trống trải đáng sợ mà anh luôn sợ hãi, nó bình yên, tĩnh lặng. Anh không còn là ai nữa. Anh không phải là Tom với tất cả những vấn đề của mình. Anh chỉ đơn giản ở đó, hiện hữu. Tom cảm thấy như mình đã đi vào một không gian rộng lớn bên trong chính mình. Một nơi mà anh thậm chí không biết là tồn tại. Điều này anh không biết, là điều mà một số người gọi là cái chết của bản ngã. Đó là khi cảm giác về con người bạn, cái tôi sống trong đầu bạn, chỉ phai nhạt đi, chỉ còn lại sự nhận thức. Khoảnh khắc này đối với Tom giống như bước ra khỏi một phòng giam mà anh đã tự xây dựng cho mình qua nhiều năm. Các bức tường của sự tự nghi ngờ và sợ hãi đã biến mất. Anh không phải là người đàn ông sợ hãi, thất bại mà anh từng nghĩ là mình. Thực tế, trong khoảnh khắc đó, anh không là ai cả. Tom chỉ đơn thuần là nhận thức. Nhưng làm sao điều này có thể xảy ra? Làm sao mà toàn bộ cảm giác về bản thân của một người có thể biến mất như vậy? Sự thật là, ý tưởng về bản thân, ý tưởng rằng bạn là người này với một cái tên, một cơ thể, một công việc và một cuộc sống, tất cả chỉ là một suy nghĩ. Đó là điều chúng ta tự tạo ra trong tâm trí. Và chúng ta quá chìm đắm vào nó đến mức bắt đầu tin rằng nó là thật. Nhưng thực tế, có điều gì đó sâu sắc hơn nhiều dưới lớp bề mặt đó.
Một số người gọi đó là sự nhận thức hoặc ý thức. Đây là phần trong bạn không thay đổi, phần luôn ở đó, quan sát mọi thứ xảy ra, ngay cả khi bạn không nhận ra. Tom chưa bao giờ nghĩ về điều này trước đây. Anh luôn tin rằng suy nghĩ, cảm xúc và quá khứ là những gì định nghĩa con người mình. Nhưng bây giờ, trong khoảnh khắc yên tĩnh này, anh có thể thấy rằng chúng chỉ là những câu chuyện mà tâm trí đã tự kể cho mình. Và như tất cả các câu chuyện, chúng không có thật, không theo cách Tom đã tin. Cơn hoảng loạn chiếm lấy anh vài phút trước đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc. Anh không còn là người mà anh nghĩ là mình nữa. Anh không phải mang gánh nặng của quá khứ hay nỗi sợ trong tương lai. Tất cả những điều đó thuộc về bản ngã, và bản ngã không có thật. Tom ngồi đó, chỉ thở. Không có sự vội vã, không có sự cấp bách. Anh không cần phải ra khỏi xe, không cần phải đi làm. Anh không cần phải làm gì cả. Và lần đầu tiên trong đời, điều đó vẫn ổn. Khi anh ngồi trong sự tĩnh lặng đó, Tom bắt đầu hiểu một điều đã tồn tại trong anh suốt thời gian qua. Anh đã dành cả cuộc đời để cố gắng trở thành một ai đó, cố gắng đủ tốt, cố gắng thành công, cố gắng làm cho mọi người coi trọng anh. Nhưng tất cả điều đó dựa trên một lời nói dối. Lời nói dối là luôn có điều gì đó còn thiếu sót. Điều gì đó anh cần phải tìm ở ngoài kia. Nhưng không, mọi thứ anh từng cần đã ở trong anh. Anh chỉ chưa từng thấy nó trước đây vì anh quá bận rộn cố gắng trở thành một thứ gì đó khác. Đây là ý nghĩa của việc ngừng tìm kiếm. Khi bạn ngừng cố gắng trở thành một thứ gì đó, bạn bắt đầu thấy rằng bạn luôn hoàn thiện. Ý tưởng tìm kiếm hạnh phúc, sự thành công hay thậm chí là giác ngộ dựa trên niềm tin rằng bạn đang thiếu thốn ở một khía cạnh nào đó. Nhưng đó là mánh khóe. Chính việc tìm kiếm là vấn đề. Bạn không thể tìm thấy thứ bạn đang tìm kiếm vì nó chưa bao giờ bị mất. Tâm trí của Tom trôi đến những lời anh đã đọc ở đâu đó một lần, những lời mà anh đã lướt qua lúc đó nhưng giờ lại cảm thấy rất đúng. Cuộc tìm kiếm sự thật kết thúc khi bạn nhận ra rằng bạn không phải là người tìm kiếm. Bạn không phải là người đang tìm kiếm sự tự do. Bạn đã tự do rồi. Khi Tom ngồi trong xe, một điều tuyệt vời đã xảy ra. Anh ngừng đấu tranh với chính mình. Anh ngừng cố gắng hiểu mọi thứ, ngừng cố gắng trở nên hoàn hảo. Anh chỉ đơn thuần là sự hiện diện, và trong sự hiện diện đó, anh tìm thấy một sự bình yên mà anh chưa từng biết trước đây. Đây không phải là loại bình yên bạn có được từ việc giải quyết tất cả các vấn đề của mình, hay làm cho mọi thứ trong cuộc sống của bạn trở nên hoàn hảo. Đây là một loại bình yên khác, đến từ việc nhận ra rằng bạn không cần phải chiến đấu với các vấn đề của mình. Thực tế, bạn thậm chí không cần gọi chúng là vấn đề. Chúng chỉ là những trải nghiệm, những thứ đến và đi như những con sóng trên đại dương. Và bạn, con người thật của bạn, chính là đại dương, bình yên, bao la và không bị ảnh hưởng bởi những con sóng dâng lên và hạ xuống. Cơn hoảng loạn của Tom đã biến mất, nhưng hơn thế, nỗi sợ hãi cuộc sống của anh cũng biến mất theo. Anh nhận ra rằng điều mà anh sợ nhất không phải là cuộc sống, đó là chính bản thân anh. Tom đã sợ rằng mình sẽ không có đủ, rằng mình sẽ bị mất mát, rằng mình là một kẻ thất bại. Nhưng giờ anh biết rằng không điều nào trong số đó là đúng. Bản ngã, phần trong anh luôn sợ hãi, không có thật. Nó chỉ là một suy nghĩ, và suy nghĩ không định nghĩa được anh là ai. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, như một gánh nặng đã được gỡ bỏ khỏi vai. Ngày vẫn còn u ám, cuộc sống của Tom vẫn còn những thách thức, nhưng có điều gì đó bên trong anh đã thay đổi. Tom bước vào văn phòng không phải là người đàn ông như trước đây, mà là một người mới. Một người hoàn toàn tự do. Từ ngày đó, Tom sống khác đi. Anh ngừng chạy theo những thứ mà anh nghĩ sẽ làm mình hạnh phúc. Anh ngừng cố gắng trở thành người khác. Anh sống với sự tĩnh lặng bên trong mình, và bất cứ khi nào những con sóng của cuộc sống trở nên dữ dội, anh luôn nhớ rằng mình là đại dương, không phải là những con sóng. Cuộc sống không ngừng thử thách Tom, nhưng anh đã ngừng khắt khe với chính mình. Và trong sự thay đổi đơn giản tĩnh lặng đó, anh tìm thấy sự bình yên mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay. Chính sự bình yên này đã ảnh hưởng và thay đổi hoàn toàn mục đích sống của anh.